Gia đình hai thế hệ nhà giáo gồm bố, mẹ, con trai, con dâu và con gái đã hội ngộ trong một không gian sắc màu hội họa. Triển lãm Nhà Tôi giới thiệu hơn 60 bức tranh là những sáng tác của các thành viên trong gia đình họa sĩ, nhà giáo ưu tú Đặng Thị Dương, Phan Oánh, Phan An, Mai Trâm và Thi Nga. Phòng tranh này nó cho nhiều cái sắc thái, nhưng mà chủ yếu là cái tình cảm của con người rất gắn với nghệ thuật một cách nhẹ nhàng, không bị sự gò bó nào hết. Thì phòng tranh này cho thấy rằng một gia đình nghệ sĩ toàn tâm toàn ý với sự nghiệp mỹ thuật. Lúc đầu thì gia đình tôi nghĩ rằng không thể nào cả một cái gia đình làm nghệ thuật được. Và cái năng lượng mà tập trung vào một vấn đề thì có khi tốt và cũng có khi không tốt, mà có thể phải giải ra mỗi người một nghề. Nhưng Phật nói đó là những cái mảnh ghép của cuộc đời, nó tạo ra duyên số, tức là có duyên thì mới ghép được. Nhà cũng có thể là ngôi nhà của mình đang ở, nhà theo nghĩa rộng hơn thì là đó là quê hương, là phong cảnh đất nước, của đẹp của đất nước mình. Thì phải nói rằng theo lời của anh Phan Oánh có nói, chúng tôi chẳng qua là những cái mảnh ghép đã được duyên số lựa chọn để kết vào nhau. Mảnh ghép thứ nhất đó là của sáng tác của anh Phan Oánh. Anh là đại tá đã nghỉ hưu, nguyên là giám đốc của Bảo tàng Quân khu 7. Cái chức lính của ông làm cho cái suy tư của ông vẫn còn trăn trở về cái đề tài chiến tranh. Riêng tôi là một quân nhân, gần như là suốt đời trong một cuộc chiến tranh, trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ, trải qua những chiến dịch lớn như Mậu Thân, mùa hè 72, rồi những cái chiến dịch tham gia để cùng với bạn ở biên giới Campuchia, thì đó là những cái để tạo ra những cái tác phẩm, có những cái được, có cái chưa được, thì tôi cho rằng đó là cái xuyên suốt của một hoạt động nghệ thuật. Riêng cái mảnh ghép thứ nhì đó là họa sĩ trẻ Phan An, hiện nay đang là giảng viên của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Họa sĩ này đã nối tiếp mẹ để làm cái công việc giảng dạy. Hiện nay thì cũng đang lo toan cho một cái tổ ấm nhỏ, cho nên là họa sĩ có nhiều cái chất liệu, sáng tạo nhiều chất liệu mới và vẫn còn đang loay hoay với lại cuộc sống phức tạp hiện nay. Cái chủ đề tranh thì nó nói về triển lãm gia đình, thành ra là các cái vấn đề nó mang cái nội dung, cái tính chất của những cái cuộc sống, những cái sinh hoạt trong gia đình. Ví dụ như cái phía sau là bức tranh tôi vẽ cái đứa bé nhóc con tôi, thì nó giống như là một cái món quà sinh nhật dành cho một thành viên thứ năm trong gia đình của mình. Nhà giáo họa sĩ Phan An thì anh đang dạy trường mỹ thuật, thì trong tác phẩm của anh thì thể hiện những cái khuynh hướng sáng tác hiện thực rất là chuẩn, rất là khá sâu và rất là tốt. Mảnh thứ ba đó là của họa sĩ Vũ Trần Mai Trâm, cũng là một tác giả trẻ. Cô cũng bận bịu với con nhỏ cho nên cũng gắng sức vẽ được hai tác phẩm mới. Một tác phẩm nói về quê nội là Đê Sông Hồng, một tác phẩm nói về quê miền Nam đó là Vết Thời Gian. Nhà giáo Mai Trâm cho biết, từ khi trở thành thành viên của gia đình họa sĩ Đặng Thị Dương, chị đã có những bước khởi đầu lại với hội họa. Mảnh thứ tư đó là của cô bé Úc, thì cô này không có qua trường lớp và phải nói là cũng có ảnh hưởng về những cái nỗi đau của chiến tranh, cho nên cô không thích theo học vẽ mà cô chỉ vẽ theo ý cô thích thôi. Thì cũng bày ra đây để cho cô bé đỡ tuổi thân với là những cái bức tranh như là Nàng Tiên Cá, rồi Thời Trang, rồi Đi Lễ Chùa ở Tháp Chàm.
Rồi gần đây thì cô rất thích hình ảnh của con chim Anquiber đó, cho nên là cô cũng có tác phẩm. Tới cái mảnh mà cuối cùng, đó là của tôi. Thì tôi là có thể nói là quan trọng nhất trong cái triển lãm này. Có số lượng tác phẩm lên tới 25 bức. Đó. Và phải nói tôi là quan trọng là gì? Tôi là người gắn kết những mảnh lại với nhau. Với cô Dương thì thể hiện cái tác phẩm phong cách rất là nhẹ nhàng, rất là gần như rất hồn nhiên, hoàn toàn cảm xúc, không gắn bất kỳ quy luật nào về mỹ thuật. Cô diễn tả cảm xúc hoàn toàn. Những cái đề tài của cô rất là gần gũi, những cái rạch bờ cần nhà, con sông, rồi những cái cây đước, rồi cây dừa, rồi những con vật, con ngựa vân. Thế là cô Đặng Thị Dương là người sáng tác rất mạnh, với phong cách rất đặc biệt. Phải nói là rất khó mà có được một cái triển lãm giữa hai thế hệ chung với nhau. Từ vì thế hệ trẻ thì họ có những cái suy tư khác với lại thế hệ lớn tuổi. Và phải nói là thế hệ trẻ hết sức mình để tìm ra cái con đường sáng tạo khác với cha mẹ mình. Cũng như tôi đã từng tìm những cái sáng tác nghệ thuật khác hẳn của anh Phan Oánh. Màu của tôi khác, màu của anh khác. Khuynh hướng khác luôn. Thì trong gia đình mà mình ráng như vậy đó là cả một cái sự cố gắng hết sức. Theo những người trong cuộc, do duyên số sắp đặt để họ được ở bên nhau, rồi cuộc sống với những va đập xô đẩy đã làm cho hai thế hệ sinh ra và lớn lên ở những thời đại khác nhau của lịch sử đất nước gắn kết với nhau hơn thông qua hội họa. Với hội họa, gia đình nhà giáo ưu tú nghệ sĩ Đặng Thị Dương Phan Oánh vẫn luôn lạc quan vẽ nên những bức tranh về gia đình, về cuộc sống đầy sinh động và hồn nhiên. Chính sự thanh thoát trong tranh của họ đã mang đến cảm giác nhẹ nhàng và yêu thương cuộc sống hơn cho mọi người.